xíu xíu vậy nè, là ông duyệt hết tất cả từng chữ, từng cái nguyên liệu này là Phương về. Phương là người chịu trách nhiệm và Phương phải duyệt hết tất cả những sản phẩm là những cái nguyên liệu như thế này, và Phương duyệt xem là có đúng chữ hay không, tất cả những cách dùng, tất cả những này là Phương là người đánh lên. Phương là người đánh lên và kiểm duyệt tất cả những cái sản phẩm này, rồi cách dùng sử dụng. Đó. Em đi chơi. Anh Phương cái logo, cái tên, cái phông chữ thôi cũng là người Phương duyệt. Ai đây? Là đây thì tất nhiên là hình của Việt Hương rồi. Việt Hương ai đây? Việt Hương là đây, cô gái này đây. Là ai của anh đây? Là bà xã của tôi. Cái mình cười thế này. Nhiều khi ấy chả thấy buồn cười, chưa nói xong mà làm sao buồn cười được. Nói là cười không? Phương nhiều khi Phương đi Việt Hương hay là đi là xong là em là chồng của chị Việt Hương phải không? Còn có nhiều bạn là không thấy buồn cười, có nhiều bạn là thì tại vì mình đi hát cùng á thì ra thì gọi là anh có phải là chồng của cô Việt Hương không? Không buồn cười nữa. Anh có phải là chồng của cô Việt Hương không? Trời đó. Ơi, nghe quả không? Nhưng mà mình đính chính nha. Mình không có nhỏ tuổi hơn cô gái này. Mình hơn cô ấy 5 tuổi. 5 tuổi cơ, không phải lấy đâu. Cho nên nhiều bạn cứ tưởng là mình trẻ hơn. Thực ra là mình không thực có đâu. Mình trẻ lắm không quý vị? Mình lớn tuổi hơn cô ấy 5 tuổi đó. Ở ngoài em trẻ lắm luôn á. Hôm bữa chị kia chị khen em đẹp như thiên thần á. Nhỏ đi chung nó xỉu luôn quý vị, em được cấp cứu luôn. Nó đang ngồi vậy quý vị, có cái chị kia chạy chú quý em á. Đi nhà rồi chứ ôm em cứ nói trời ơi luôn ơi. Ở ngoài em đẹp như thiên thần vậy. Nhỏ kế bên xỉu có đùng luôn quý vị. Nó bị sang tính tâm lý quý vị. Anh like được lên 6.000 người lên like luôn đi. Rồi gì nói gì? Đây là kem dưỡng trắng body care. Đâu đọc tiếng Anh là ngoài coi cái gì? Snow body whitening. Snow body whitening. Snow có nghĩa là tuyết. Body là dưỡng body đấy. Và whitening là làm cho trắng da. Tất cả những tên tiếng Anh này cũng là do Hoài Phương. Trời ơi, 5.000 chứ được 6.000 luôn. Rồi đọc hết tên tiếng Anh lại coi. Đọc hết tên tiếng Anh lại coi. Tẩy trang. Tẩy trang thì nó là goji body, almond goji berry. Almond là hạnh nhân. Goji berry là cái kỷ tử ấy, cái kỷ tử màu đỏ đỏ ấy. Rồi là còn là cái này là ta dùng để mình tẩy trang hay là mình còn gọi là make up remover. Almond goji berry. Rồi, còn cái tuyết màu đen đen kia. Rồi. Rồi đọc coi. Tuyết màu đen này ấy, thì là kem massage giúp săn chắc vùng bụng. Thì cái này thì thực ra mình không có đặt tên tiếng Anh ở đây và sản phẩm này mình chỉ để tiếng Việt thôi. Đó. Rồi cho em màu vàng đi. Đó. Cái này thì là như nãy mình đã nói rồi, cái tên này mình vẫn tại vì sản phẩm này mình đặt tên viết tiếng Anh đây gọi là exfoliating. Wow, 6.300 luôn rồi. Exfoliating face scrub. Exfoliating là nó để nó kỳ cái tế bào da chết ấy. Tại vì khi mà cái da của mình sau một thời gian thì nó lại chết đi và nó phải tái tạo cái da mới. Mà nếu mình không kỳ nó đi ấy, thì nó sẽ nằm ở trong cái da mình. Thì khi mà mình kỳ nó đi rồi thì nó thoát. Mà lỗ chân lông của mình nó không thoát rồi thì lúc đó là cái da mình nó tái tạo ra những cái tế bào mới, cho nên cái này là tế nó gọi là kỳ tế bào da chết đó. Không đọc tiếng Anh chứ từ đó cho em đó. Exfoliating face scrub. Exfoliating face scrub đó, kỳ đấy. Rồi rồi cái này, còn đây là Black Diamond facial cleaner. Cái Black Diamond có nghĩa là kim cương đen, kim cương mà màu đen. Thì trong các loại kim cương thì chắc là các bạn cũng biết là nó có nhiều màu, tại vì nó là một cái sản phẩm tự nhiên. Nó có kim cương thì bình thường mình có thể thấy là kim cương thì nó màu trong, nhưng mà có những loại kim cương khác như là kim cương đen, kim cương xanh thì nó là có cái thành phần carbon carbon là carbon ấy, tiếng Việt Nam là gọi là carbon ấy. Thì nó cái thành phần carbon nó khác, cho nên nó tạo ra cái màu, cái ánh khác, màu đen. Thì nó trong hay vậy, sao nó hay, nó trong hay cái vậy? Sữa rửa mặt kim cương đen ấy, thì trong thì nó có những cái thành phần kim cương đen trong đó, và cái này thì nó tạo con ra cái lớp mà cô chú gửi cho để mình rửa mặt đấy, mình rửa mặt thì nó tốt hơn. Và cái sữa rửa mặt này thì nó có thành phần kim cương đen như vậy đó, sữa rửa mặt kim cương đen hay còn gọi là Black Diamond Facial Cleanser.
cleanser tức là để mình rửa đó. Facial là để cho mặt. Rồi, tiếp tục đến sản phẩm tiếp theo. Melasma Solution. Melasma. Đọc lại đàng hoàng đấy. Melasma. Melasma Solution. Hôm nay các bạn sẽ được tham gia vào chương trình tiếng Anh. Tiếng Anh làm đẹp. Tiếng Anh làm đẹp. Và những sản phẩm này mình nói để là những cái từ thông dụng là để mình làm đầm cho những cái gọi là cosmetics, tức là những cái sản phẩm mỹ phẩm đấy. Melasma có nghĩa là nám, nám. Solution thì đây là một cái giải pháp cho những người có da nám, là da nám hay là tàn nhang.